Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia K3 nhé, dòng xe phân khúc cỡ C của nhà Kia đang cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều các xe có trên thị trường. Ví dụ như là chiếc xe Mazda 3 này, cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe Hyundai Elantra hay là chiếc xe Honda Civic, đúng không ạ? Với cái mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại thì đang rất là tốt. Bên em hiện tại đang giảm thêm tiền mặt này, tặng bảo hiểm thân vỏ cũng như là cực kỳ nhiều quà tặng vô cùng đặc biệt cho anh em. Với 5 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm cái phiên bản Kia K3 1.6 Turbo, 2.0 Premium, 1.6 Premium, 1.6 Luxury và 1.6 Deluxe MT. Nhưng mà đặc biệt cái bản Deluxe MT này thì hiện tại đại lý bên em không có xe và cũng chưa có đơn hàng, nên là trong video ngày hôm nay em sẽ không chia sẻ anh em nhé. Còn cái VIN sản xuất năm 2022 thì hiện tại bên em còn cái xe 1.6 Luxury với cái mức ưu đãi cực kỳ là tốt anh em ạ. Còn tốt như thế nào thì ngay sau đây em xin được chia sẻ chi tiết cho anh em. Đầu tiên là cái bản Kia K3 1.6 Luxury nhé. Bản này hiện tại bên em còn một số xe VIN sản xuất năm 2022 đang tương đối là rẻ, nên là bên em còn xe nào thì bên em bán nốt. Bản này hiện tại đang có mức giá là 599 triệu. Sau khi trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ đối với cái VIN sản xuất năm 2022 anh em nhé. Tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ loa cốp anh em nhé. Vậy thì sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt như vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 634 triệu, trả góp thì đang là 146 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 631 triệu, trả góp thì đang là 140 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 609 triệu, trả góp thì đang là 122 triệu. Cái tổng lăn bánh này thì đâu đó cũng chỉ ngang với chiếc xe phân khúc cỡ B thôi của nhà Toyota thôi, hay là cũng rẻ ngang với chiếc xe Honda City thôi, đúng không ạ? Đối với anh em muốn lấy cái phiên bản VIN sản xuất năm 2023 thì sẽ phải cộng thêm giúp em khoảng 20 triệu trên cái tổng lăn bánh này anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia K3 1.6 Premium. Bản này hiện tại đang có mức giá là 649 triệu và bên em hết cái VIN sản xuất năm 2022 rồi, nên là bây giờ chỉ bán cái VIN sản xuất năm 2023 thôi anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ và tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lăn cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 697 triệu, trả góp thì đang là 157 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 694 triệu, trả góp thì đang là 150 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh em cần chuẩn bị cho em là 672 triệu, trả góp thì đang là 132 triệu. Với cái bản 1.6 Premium này, bên em hiện tại đang rất nhiều xe, sẵn xe giao ngay, mức ưu đãi cực kỳ tốt như thế này, nên là anh em nào mà đang quan tâm, cảm thấy phù hợp với cái mức giá em chia sẻ thì có thể gọi điện cho em để nhận cái báo giá chi tiết và nhận cái mức ưu đãi cạnh tranh nhất tại thời điểm anh em gọi cho em anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Kia K3 2.0 Premium. Bản này hiện tại đang có mức giá là 675 triệu. Sau khi trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em với cái quyền linh động của đại lý bên em và tặng anh em gói phụ kiện nữa thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 723 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 720 triệu, trả góp thì đang là 155 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh em cần chuẩn bị cho em là 698 triệu, trả góp thì đang là 137 triệu.
Đặc biệt cái bản 2.0 này bên em đang còn hai xe, một xe màu đỏ, một xe màu trắng, sẵn xe giao ngay anh em ạ. Và mức ưu đãi vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Đó, đặc biệt cái bản 2.0 Premium này. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư cũng như là cái bản cao cấp nhất của dòng Kia K3 này. Đó là cái bản Kia K3 1.6 Turbo. Bản này đang có mức giá là 759 triệu. Với mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại, đại lý bên em đang sẵn một xe giao ngay anh em ạ. Một xe màu đỏ giao ngay cho anh em. Mức ưu đãi cực kỳ tốt anh em nhé. Giảm trực tiếp tiền mặt cực kỳ sâu cho anh em. Tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 813 triệu. Trả góp thì đang là 179 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 809 triệu. Trả góp thì đang là 172 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh, anh em cần chuẩn bị cho em là 787 triệu. Trả góp thì đang là 154 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Còn đối với anh em mua qua trả góp thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay tối đa lên đến 85% giá trị xe. Mức ưu đãi lãi suất năm đầu tiên đâu đó vào khoảng 0.85% của một tháng. Các năm tiếp theo vào khoảng 1% của một tháng anh em nhé. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em bốn cái phiên bản số tự động của cái dòng xe Kia K3 ở thời điểm đầu tháng 8 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em để em gửi chính sách giá bán tốt nhất, cạnh tranh nhất tới anh em. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.